Có những người lót đường bằng gạch, bằng những vật nhọn, rất là dễ làm cho tổn thương bàn chân, đá nữa. Còn Tion mỗi ngày sẽ lượm một vỏ chai nhựa để lót đường. Cái chỗ này chủng nè, Tion sẽ lót nhựa bằng cái vỏ chai này. Người ta lót nhựa đường đúng không? Còn Tion lót đường bằng vỏ chai. Những cái cục gạch này lót đi nó dễ bị đứt chân sau này lắm. Bằng nhựa sẽ vẫn tốt hơn. Nhựa có độ bền tới 5.000 năm lận. Mấy cục gạch thì nó không chịu được bền như vậy, nên nhựa người ta dùng để lót đường. Nên Tion sẽ lót đường nhựa bằng vỏ chai nhựa, lót đường đất bằng vỏ chai nhựa. Có nhiều người họ vứt rác bừa bãi, nên Tion cũng tận dụng chơi bằng bao ni lông để lót nhựa. Nhưng mà bao ni lông không tốt bằng mấy vỏ chai đâu. What's going on? Chuyện gì? TC? TC? Đây là những con chó cá, nó đang bắt chuột á. Nhìn nó có giống những cái anh chị mà đang đi đào mấy cái con chim chép ở trong mấy hốc cây không à. Nó làm thì không sao, mà anh chị làm thì có sao. Bởi vì anh chị lấy cái cây sắt thọc vô mấy cái rễ cây riết nó chết. Còn mấy con cún nó làm như vậy không sao hết. Thôi mình đi phóng sanh thôi. Hôm nay Tion sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Hồ bơi của chàng tiên cá Tion. Đây là một miếng nhựa em lượm ở dưới sông lên em lót nhựa đường đây. Người ta vứt rác xuống sông thì em nay em lấy rác nhựa em làm đường đi. Những phước báo mà có lợi nè, thấy không? Từ rác thải nè. Người ta nói là muốn được phước nhiều là xây cầu làm đường. Thì hồi xưa thời Đức Phật thôi, làm đường cho người ta đi lại dễ dàng. Thời nay rất là nguy hiểm, và xây cầu cũng vậy. Người ta sẽ càng đô thị hóa nhiều hơn, người ta cứ mở rộng cầu đường nông thôn. Còn làm đường để cho em đi phóng sanh mỗi ngày dễ dàng á thì mới thật sự là có phước báo. Còn làm đường cho để đô thị hóa phát triển hơn, em nói thật, phước báo không được bao nhiêu, mà tạo nghiệp chúng sanh khá là bị nhiều. Bởi vì giúp được chỉ con số nhỏ là vài trăm người đi được cây cầu đó, nhưng đổi lại mạng sống của bao nhiêu ngàn sinh vật. Suy nghĩ sẽ thấy quả báo khủng khiếp. Hey, Chi Chi. Dạ, bây giờ chuẩn bị đi đến hồ bơi chàng tiên cá, hồ bơi thiên nhiên. Đây là hồ bơi xịn sò nhất trên thế giới mà em chuẩn bị giới thiệu với mọi người, hồ bơi của riêng em. Mẹ thiên nhiên ban tặng cho em, trân trọng điều đó, rất là đẹp nha, coi nha. Chi Chi, funny, happy, Ray, come here now.
DJ come here. Lại đây nhanh lên. Come here. DJ quickly. Quickly. Ray. DJ. Dodo. Dodo. Hôm nay em sẽ dẫn quân đi du lịch Noel. Đây binh đoàn của em, binh đoàn chàng tiên cá. Có một con chó này nó rất là nhát nước, sợ nước. Con đô nó thấy em là nó chạy, bỏ chạy trước, bởi vì nó sợ em túm đầu nó.